Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng, và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Đợt không khí lạnh lần này thì có gây rét kéo dài không chị Lan Chi? Vâng, do là đã sang tháng 3 rồi cho nên là không khí lạnh không duy trì lâu, chỉ gây rét ở vùng núi Bắc Bộ trong 3 ngày tới mà thôi. Thế còn như vùng đồng bằng tại thủ đô Hà Nội thì 2 ngày tới trời lạnh. Đến thứ Bảy, không khí lạnh dồn sâu xuống thì trời sẽ rét nhẹ, nhiệt độ giảm xuống còn 20 độ C. Còn về đêm và sáng sớm thì rét rõ hơn, mức nhiệt là 18 độ C. Thế còn trong ngày hôm nay, ở thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai sẽ chuyển lạnh với mức nhiệt là từ 21 đến 23 độ C. Riêng Sơn La và Điện Biên Phủ thì nhiệt độ vẫn cao, 26 đến 31 độ C. Dạ vâng, trái lại thì Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh. Diễn biến cụ thể như thế nào vậy hả chị? Vâng, Tây Nguyên và Nam Bộ trưa nay tiếp tục nắng nhiều chị ạ. Ở miền Đông Nam Bộ và một vài nơi của miền Tây Nam Bộ thì trời nắng với mức nhiệt là 35 đến 36 độ C. Tây Nguyên và khu vực còn lại của Nam Bộ nhiệt độ trưa nay cũng khoảng 32 đến 34 độ C, quý vị cũng sẽ cảm thấy nóng. Trung Bộ thì có sự phân hóa thời tiết rõ ràng ở nửa phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trời đôi lúc có mưa với nhiệt độ khoảng 23 đến 31 độ C. Thế còn từ Bình Định vào đến Bình Thuận thì trời có nắng, 29 đến 31 độ C. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Thời tiết hôm nay ở trên biển sẽ chuyển xấu, khu vực Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay không mưa, ngày mai có nắng, gió không vượt quá cấp 5. Dạ vâng, cảm ơn chị Lan Chi với những dự báo chi tiết vừa rồi.